Hello, xin chào quý vị các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt tại hẻm 59, đường 30 tháng 4, hay còn gọi là đường Trịnh Hoài Đức hồi xưa quý vị. Hướng này là ra ngã ba Vườn Mít này. Và chỗ này quý vị thấy cái hẻm 322, số mới là hẻm 59, thuộc khu phố 1, phường Trung Dũng, đi vào cái hẻm Thiên Long Cổ Tự. Nơi đây có một quán hủ tiếu tên là Minh Phước. Đây là một quán hủ tiếu của người Hoa, khá là lâu đời ở Biên Hòa rồi. Và khi đi ăn ở những chỗ khác, Phú vẫn thường hay nhắc đến cái quán này. Cái quán này thì Phú đã từng review ở đây rồi, nhưng mà hôm nay Phú lại quyết định quay trở lại đây ăn một lần nữa và quay chia sẻ quý vị nhé. Quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ, cũng như quý vị sinh sống ở Biên Hòa, hoặc là quý vị có về thăm Biên Hòa, quý vị có thể ghé đây để ăn một tô hủ tiếu nha quý vị nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bên trong quán nha quý vị nha. Quý vị có thể thấy là bên ngoài quán người ta cũng kê rất là nhiều bàn để cho khách ăn ở đây, bởi vì quán lúc nào cũng đông hết. Hôm nay thì Phú đi vào ngày thường cho nên có thể là quán nó hơi vắng. Chứ còn nếu quý vị mà đi vào thứ bảy hoặc là chủ nhật, nói thật với quý vị là cái giờ này sẽ không bao giờ còn chỗ để ngồi quý vị nha. Đây là không gian bên trong quán, quý vị có thể thấy người ta kê khá là nhiều bàn. Nhưng mà hôm nay thì vắng, không có khách mấy quý vị nha. Đây là một cái tủ lạnh có chứa nhiều cái loại nước. Quý vị muốn uống loại nước nào, quý vị có thể order thêm để uống nha quý vị nha. Thì Phú thấy là đa số các loại nước đóng chai là nhiều. Đây là khu vực ở bên trong sâu nhất của quán luôn. Đó, Phú quay cho quý vị xem này. Ở trên tường Phú thấy là có treo khá là nhiều những tấm hình cũng như là những cái bằng khen của quán. Cũng không biết là những cái bằng khen này là bằng khen gì, nhưng mà có vẻ là khá là lâu đời rồi quý vị ha. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy những bức ảnh rồi những cái bằng khen người ta treo ở trên tường này. Hình rất là lâu rồi. Ở bên trong này cũng bố trí rất là nhiều bàn ghế luôn. Thì quán này Phú hỏi thì người ta bán từ buổi sáng cho đến khuya luôn quý vị nha. Có nghĩa là bán từ sáng đến tối khuya luôn, chứ không có nghỉ lúc nào hết. Đây là cái bàn Phú ngồi này. Quý vị có thể thấy đây là những cái đồ gia vị để nêm nếm khi mà chúng ta ăn ha. Đây là đĩa rau trụng Phú gọi ra đây. Ớt chanh và một ly trà đá lớn. Còn đây là tô hủ tiếu khô Phú vừa mới gọi ra. Quý vị thấy có hấp dẫn hay không? Và bên này thì có thêm một chén nước dùng nữa quý vị ha. Hủ tiếu khô thì luôn luôn kèm theo một chén nước dùng để chúng ta có thể húp khi mà chúng ta ăn. Nhìn khá là hấp dẫn luôn quý vị ơi. Đó, Phú đã cho một ít tương ớt và một ít ớt sa tế vào. Quý vị có thể thấy là có thịt nạc, thịt xay, rồi tôm, mực, rau sống và hủ tiếu. Cái này đúng lý ra còn có cả gan và trứng cút nữa cơ, nhưng mà Phú không có ăn gan cho nên là nói người ta không có bỏ gan vào quý vị nha. Có một điều Phú rất là thích khi mà ăn hủ tiếu ở đây ấy, là cái hủ tiếu người ta làm luôn luôn nó tơi ra quý vị. Nó không có bị dính bệt vào với nhau. Như những ở nơi khác Phú vẫn hay nói quý vị là người ta làm nó cứ bị dính bệt vào cho nên ăn rất là ngán quý vị. Còn ở đây người ta làm ăn rất là ngon. Còn đây là một tô sủi cảo của người bạn của Phú. Phú quay ké cho quý vị xem ha. Cũng khá là hấp dẫn luôn. Thì hai tô này Phú tính tiền là 130.000 quý vị ha. Thì cái tô sủi cảo này có vẻ là đắt hơn cái tô hủ tiếu khô của Phú. Rồi bây giờ Phú mời quý vị cùng ăn sáng với Phú nha. Ăn thử một miếng nào quý vị ơi. Wow, nó khá là ngon luôn đó quý vị. Mỗi khi mà Phú quay trở lại đây ăn thì nói thật quý vị là không có gì để mà chê cả. Nó rất là tuyệt vời và nó vẫn ngon như ngày nào Phú đã từng ăn ở đây. Và quay cho quý vị xem. Thì cách đây khoảng 2 năm, hơn 2 năm trước, Phú đã quay một cái video rất là chi tiết ở quán hủ tiếu Minh Phước này.
và review cho quý vị xem rồi. Sau đó thì Phú cũng đến ăn rất là nhiều, tại vì thực ra quán này là Phú rất là thường đến ăn luôn, nhưng mà không có quay cho quý vị xem. Hôm nay ăn lại tiếp tục quay cho quý vị xem ha. Hủ tiếu ở đây ăn nói chung rất là ngon quý vị, không có điều gì để chê cả. Thì ở những cái nơi khác á, khi mà Phú ăn, thường thường á, là cái nước dùng không biết người ta nêm nếm làm sao đó, nhưng mà ăn xong thì cái bụng nó khá là khó chịu, nó giống cái kiểu như là nặng bụng quý vị. Nhưng mà ăn ở đây thì không có cảm giác đó, rất là thoải mái và ngon luôn. Rồi thì bây giờ Phú sẽ ăn hết cái tô hủ tiếu này và tiếp tục cái hành trình ngày hôm nay. Cái video này Phú xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Mến chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe, được mọi sự bình an quý vị nhé.